Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong video mới nhất của kênh Thế Giới Diêu Kỳ. Các bạn thân mến, trong số những loài động vật tồn tại trên trái đất thì có những loài mang trên mình hình dáng dễ thương, đáng yêu và cũng có những loài khoác lên mình tấm áo nhiều màu sắc thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhiều người cho rằng khi ngắm nhìn những sinh vật đó thì họ cảm thấy như đang nhìn thấy những viên kẹo hay món đồ chơi biết di chuyển vậy. Ngày hôm nay hãy cùng mình điểm danh 8 loài động vật có màu sắc sặc sỡ nhất thế gian qua danh sách ngay sau đây của Thế Giới Diêu Kỳ nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách đầy màu sắc này, đó chính là chăn xanh Amazon. Chăn xanh Amazon trưởng thành dài khoảng 1,8 m, chúng đã phát triển răng cửa có khả năng dường như lớn hơn một cách cân đối so với răng của những con rắn không có năng lực khác. Kiểu màu thường bao gồm màu bề mặt xanh lục bảo với một đường sọc rích rắc bất thường màu trắng bị gián đoạn xuống phía sau và bụng màu vàng. Chăn non có màu khác giữa màu da cam sáng và tối hoặc màu đỏ gạch trước khi thay da sang xanh ngọc lục bảo sau khi độ tuổi từ 9 đến 12 tháng. Loài này được tìm thấy ở Nam Mỹ, ở lưu vực Amazon của Colombia, Ecuador, Peru, Bắc Bolivia, Brazil và từ Venezuela đến Suriname và Guyana ở trong khu vực gọi là tấm khiên phía Bắc. Loài chăn này chủ yếu ăn chim nhưng cũng ăn động vật có vú nhỏ, con non cũng ăn thằn lằn và ếch nhái. Loài chăn này đẻ trứng với mỗi lứa từ 6 đến 14 quả trứng. Chăn non mới nở có màu từ đỏ gạch đến vàng và dần chuyển màu. Đây là loài ưa nước nên chúng di chuyển dưới nước rất nhanh và đi khá chậm chạp khi ở trên cạn. Đây được cho là loài chăn lành nhất trong vương quốc của các loài chăn bởi chưa có một tài liệu nào cho thấy chúng có thể giết chết con người khi vô tình đụng chạm phải nó. Thứ hai là sên biển. Sên biển được xem là tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho đại dương bởi loài này có cơ thể mang nhiều màu sắc đa dạng. Sên biển là loài động vật thân mềm, tùy vào từng loài và môi trường sống mà trên cơ thể chúng có nhiều màu sắc như đỏ, hồng, cam, v.v. Đây thực chất là một loài ốc sên nước mặn nhưng không có lớp vỏ bảo vệ bên ngoài. Nhiều nhà khoa học cho rằng màu sắc lung linh của sên biển giúp chúng dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh, từ đó dễ dàng lẩn trốn kẻ thù. Tuy nhiên, theo vài ý kiến khác thì màu sắc lung linh của sên biển là để đe dọa kẻ thù khi các sinh vật đại dương khác nghĩ rằng chúng rất độc mà không thể ăn. Thực chất thì không phải sên biển nào cũng độc, thậm chí chúng còn có thể làm thực phẩm cho con người. Chất độc trong một số loài sên biển là do thức ăn hoặc tự cơ thể sản sinh ra. Sên biển sống ở các độ sâu khác nhau của đại dương, nhưng môi trường ưa thích của chúng là nước nông và ấm áp. Chúng có thể được tìm thấy trên đá, bọt biển, san hô và nhiều bề mặt khác. Thời gian gần đây thì khoa học đã phát hiện ra được một loài sên biển trông như một con rồng xanh. Điều này gây hứng thú với nhiều người bởi trông sên biển này giống như một bà bối trong truyện tranh Pikachu nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên thì loài này vẫn nguy hiểm bởi vì được trang bị nọc độc ở hai bên vây để nhằm chống lại kẻ thù hoặc những loài cá lớn. Giới khoa học ước tính khoảng 3.000 loài sên biển sống trên khắp các đại dương của thế giới. Hãy cùng mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài sên biển này qua video ngay sau đây các bạn nhé! Và tiếp theo là tắc kè hoa. Nhắc đến gương mặt này thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, nhất là với các fan hâm mộ của cô công chúa tóc mây khi trong phim có sự xuất hiện của chú tắc kè Pascal đáng yêu và thông minh. Tắc kè hoa có hơn 200 loài riêng lẻ. Loài bò sát này có đặc trưng là kích thước nhỏ, gồm 4 chi, lưỡi có thể vươn ra và mắt có khả năng xoay độc lập. Hầu hết các loài tắc kè hoa sở hữu đuôi có khả năng cầm nắm. Tắc kè hoa còn có khả năng đặc biệt là thay đổi màu sắc của cơ thể. Hầu hết những con tắc kè hoa đều có thể thay đổi màu sắc và hoa văn của chúng bằng cách điều khiển các sắc tố và tinh thể guanin, một loại axit amin nằm trong da của chúng. Thủ thuật này giúp chúng ngụy trang trước những kẻ săn mồi hoặc những kẻ tò mò khác. Tuy nhiên, thì hầu hết tắc kè hoa thay đổi màu sắc là để báo hiệu cho những con tắc kè hoa khác. Chẳng hạn, những con tắc kè hoa đực có màu sắc sặc sỡ sẽ chiếm ưu thế trong những cuộc cạnh tranh với cá thể đực khác, trong khi những con có màu sắc trầm hơn thể hiện sự thất bại và khuất phục. Gần một nửa số tắc kè hoa sinh sống ở Madagascar và thức ăn của chúng chủ yếu là côn trùng, nhưng một số giống lớn hơn có thể tiêu thụ cả thằn lằn nhỏ và chim. Vị trí thứ tư là rắn sọc đỏ California. Rắn sọc đỏ là một loài sống chủ yếu ở Bắc Mỹ và có đặc điểm nổi bật với nhiều màu sắc sặc sỡ chạy dọc khắp thân mình.
Loại sẵn này được các nhà sản xuất hàng thủ công lấy cảm hứng để làm ra những vòng đeo tay đầy màu sắc để bán cho du khách. Là một loài máu lạnh và có độc, rắn sọc đỏ California thường săn ếch, than lằn và các động vật gặm nhấm khác. Với màu sắc bắt mắt của mình thì loài rắn này thường được bắt để nuôi trong những bộ sưu tập của những người nuôi động vật hoang dã. Ở vị trí thứ 5 là vẹt mắc ca. Vẹt mắc ca hay còn gọi là vẹt đuôi dài là tập hợp đa dạng các loài vẹt có đuôi dài từ nhỏ đến lớn, thường sặc sỡ màu sắc. Chúng được gọi là vẹt tân thế giới, đã được người châu Âu biết đến từ những năm 1400 khi Columbus đề cập đến chúng trong nhật ký của mình. Những con vẹt mắc ca nguồn gốc ở Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và trước đây là vùng biển Caribe. Phần lớn các loài có liên quan đến môi trường rừng rậm, đặc biệt là rừng nhiệt đới, nhưng những loài khác thích môi trường sống như rừng hoặc thảo nguyên. Mắc ca có mỏ lớn, lông sáng, đuôi dài và các đốm sáng hoặc trắng trên mặt. Mắc ca là loài vẹt có kích thước to, hoa đồng và hết sức ồn ào. Chúng cần nhiều không gian để duy trì cuộc sống năng động và khỏe mạnh của mình. Vẹt mắc ca thường sống lâu hơn chủ nuôi của chúng, mặc dù một số bệnh thông thường và dinh dưỡng kém có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ thông thường của chúng. Trong khi mắc ca được biết đến rộng rãi là những con vẹt lớn nhất, điều đáng chú ý là có nhiều loại mắc ca khác nhau, có nhiều kích cỡ khác nhau. Những con vẹt mắc ca nhỏ nhất được gọi một cách trìu mến là mini mắc ca, đôi khi chỉ phát triển với chiều dài 31 cm. Bất kể chúng lớn hay nhỏ thì tất cả loài mắc ca ngoại trừ vẹt lục bình đều có chung một vài thuộc tính, nổi bật nhất là những vòng da trần quanh mắt chúng. Đối với nhiều người thì đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất trong số các loài vẹt mắc ca. Nhiều loài trong số chúng được ưa chuộng để nuôi làm chim cảnh. Hãy cùng chiêm ngưỡng những con chim đáng yêu và thông minh này nhé! Tiếp theo là ếch sữa. Ếch sữa chủ yếu sinh sống ở những rừng nhiệt đới trong khu vực Amazon. Loài ếch này đặc biệt với lớp da có màu trắng sữa cùng những dải đen chạy quanh cơ thể. Con trưởng thành có thể dài đến 10 cm và điểm đặc trưng của loài ếch này là cái miệng màu xanh nước biển. Một con ếch trưởng thành có thể dài từ 6 tới 10 cm. Khi vừa qua giai đoạn nòng nọc thì chúng chỉ dài bằng một đốt ngón tay. Chúng thường hoạt động nhiều vào đêm và thức ăn của chúng là các loài côn trùng. Sở dĩ gọi là loài ếch sữa vì khi gặp nguy hiểm, loài ếch này sẽ tiết ra từ lưng một chất dịch màu trắng đục như sữa nhưng rất độc để tự vệ. Với màu sắc độc đáo thì loài ếch này còn được tìm thấy trong các bộ sưu tập thú nuôi nhưng đòi hỏi lượng độ ẩm và không gian phù hợp để phát triển. Loài ếch này khó được tìm thấy trong các bộ sưu tập lẻ hay nuôi như thú nuôi trong nhà, đơn giản bởi không ai biết cách chăm sóc cho chúng. Thứ 7 là ong phong lan. Có thể coi ong phong lan là một viên ngọc sống trong thế giới côn trùng bởi cơ thể của chúng sở hữu những màu sắc có ánh kim hết sức bắt mắt như xanh lá cây, xanh lá và vàng. Trong khi đó, chúng rất ít khi được so sánh với những loài ong khác có cùng môi trường sống. Chúng nổi bật tới mức có thể xem chúng như là một trong những loài côn trùng có vẻ ngoài ấn tượng nhất trên hành tinh của chúng ta. Nhưng không chỉ có một vẻ ngoài nổi bật, bóng bẩy mới khiến chúng trở nên khác biệt với những loài ong khác, mà trên thực tế, loài ong phong lan không hề tạo ra mật ong. Chúng không xây tổ và hầu hết những loài ong phong lan tồn tại trên thế giới đều là những loài sống đơn độc. Chúng chỉ thu thập phấn hoa và trộn chúng lại với nhau để tạo ra một loại nước hoa của riêng mình để thu hút những con cái. Loài ong này không hề tạo ra mật ong như những người họ hàng của chúng. Chúng thường dùng cái lưỡi đặc biệt dài gấp đôi cơ thể của mình để lấy mật và phấn hoa. Tuy nhiên, với những con đực thì chúng còn có thêm một công việc nữa, đó là tích lũy các mùi hương và tạo ra một loại nước hoa duy nhất mình nó có để gây ấn tượng với những con cái. Chúng sẽ dùng chân trước để thu thập hương thơm và tích trữ chúng vào cái túi đặc biệt ở hai chân sau. Tới mùa giao phối thì các con đực sẽ đậu trên cây và mở ra các túi hương để đánh dấu và bay lòng vòng quanh đó để thu hút bạn tình. Và đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách này, đó chính là cá trạng nguyên. Cá trạng nguyên là loài cá nước mặn, thường có màu xanh lam, cá đực thì to hơn và có màu sắc sặc sỡ hơn so với con cái. Chúng được mệnh danh là một trong những loài cá đẹp hàng đầu thế giới hiện nay, được tìm thấy ở khu vực Thái Bình Dương. Chúng sinh sống cạnh các dạng san hô, khá kín đáo, ban ngày thường ẩn nấp, ban đêm mới ra đi kiếm bạn tình. Thức ăn của chúng thường là các loài động vật giáp xác và động vật không xương sống loại nhỏ. Loài cá này cũng là loài cá được ưa thích để dùng nuôi làm cảnh, mặc dù giá thành rất cao và khá khó nuôi, nhưng ngắm những chú cá xinh đẹp này cũng rất đáng.
cái tên cá trạng nguyên là tên mà người Việt Nam đặt tên cho loài cá này, bắt nguồn từ ngoại hình, màu sắc, hoa văn trên cơ thể của cá trạng nguyên đẹp hệt như bộ quần áo của các tân trạng nguyên khi lên nhận phong chức. Chính vì thế, cái tên cá trạng nguyên ra đời và được người Việt Nam sử dụng để chỉ loài cá này. Các bạn thân mến, nhiều loài động vật đã tiến hóa với màu sắc rực rỡ để cảnh báo kẻ thù hay thu hút sự chú ý của bạn tình. Trong những gương mặt màu mè trên đây thì bạn ấn tượng với loài nào nhất? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!